Bất kể chúng ta là ai, đời sống đều tạm bợ. Thật không biết làm thế nào để có thể giới thiệu với bạn một bậc minh trí khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp. Trong sự hiện diện của Ngài, người ta cảm nhận một sự gần gũi và sinh động, bình dị và chân thật, trang nghiêm và thân mật, sự khôi hài và kỷ luật nghiêm ngặt, lòng nhân từ vô biên và phong thái tự tại thanh thoát. Phần lớn sự giảng dạy của A Chàng Cha là tùy duyên và tự phát qua thí dụ, ẩn dụ hay những cuộc đối thoại sống động. Ngài thẳng thắn và thành thật hay quán xét nguyên nhân của sự khổ ở cảnh giới loài người này. Ngài hướng chúng ta tới chân lý là một vị thầy khéo léo và tinh thông với tính khôi hài, với sự sáng suốt. Ngài đã sử dụng hàng trăm phương pháp khác nhau để dạy dỗ từng người. Tùy vào tình huống trước mắt, thật khó có thể diễn đạt hết sự dạy dỗ sống động của Ngài bằng lời lẽ thế gian. May mắn thay, di sản của Ngài cũng bao gồm gần 200 tu viện, nhiều đệ tử tuyệt vời còn sống và đang truyền pháp, hàng trăm cuốn băng thu âm bằng tiếng Thái Lan và hàng triệu tín đồ ngưỡng mộ trí huệ của Ngài. Trong những trang sách sau, bạn sẽ tìm thấy một khía cạnh khác của A Chàng Cha, một con người kỷ luật và khá nghiêm ngặt, nhất là trong những thời pháp dài cho tăng ni và khách thập phương. Ngài thỉnh cầu tất cả mọi người suy ngẫm về cốt tủy của bài giảng và ghi nhớ nó nằm lòng. Trong cuốn sách này, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng bất kể chúng ta là ai, đời sống đều tạm bợ. Nếu sự chết nằm bên trong bạn, thì bạn đi đâu để lẩn tránh nó đây? Dầu bạn có sợ hay không, bạn cũng phải chết. Không có nơi nào có thể trốn tránh sự chết cả. Vì thế, Ngài chỉ cho chúng ta con đường để vượt lên trên sự sinh tử, dẫn đến sự tự do chân thật. Điều quan trọng là bạn phải quán chiếu cho đến khi bạn đạt tới một điểm mà bạn xả bỏ, nơi không có gì còn lại, vượt lên trên sự tốt xấu, đến đi và sinh diệt. Hãy điều phục tâm ở lại nơi cảnh giới không còn nhân duyên sinh khởi. Ngài thúc giục sự giải thoát là điều có thể đạt được. Những ai muốn làm theo lời dạy dỗ của vị thầy đáng kính này phải sẵn sàng nhìn vào tâm của họ, thả lỏng những ràng buộc, thư giãn những bám víu, sự sợ hãi và quan niệm sai lầm về tự ngã. Nếu bạn thật sự hiểu, thì bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn là như thế nào, bạn đều có thể tu hành trong từng giây phút. Hãy thử xem, A Chàng Cha đề nghị, nó sẽ hoán chuyển đời sống của bạn. A Chàng Cha sinh năm 1918 trong một gia đình khá giả tại miền đông bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ nhỏ và trở thành tỳ khưu năm 20 tuổi. A Chàng Cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có Ngài A Chan Môn, một vị tăng được kính trọng thời bấy giờ. Ngài viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Nong Pa Bong, Thái Lan.